các bác này đang muốn mua một phiên bản xe tải ở phân khúc 8 tấn, 9 tấn mà có nhiều tiền thì đừng xem video này. Còn video này sẽ dành cho các bác tài nào đang cần một phiên bản xe tải ở phân khúc 8 tấn, 9 tấn, có thể cõng tải khoảng tầm 15, 16 tấn nhưng giá thành lại rẻ. Có nghĩa là đang cần tìm một phiên bản xe 8 tấn ngon, bổ, rẻ thì người hãy xem hết video ngày hôm nay nhá. Với cái phân khúc xe 8 tấn này thì chúng ta không có quá nhiều cái tên ở cái phân khúc xe giá rẻ. Thứ nhất là chúng ta sẽ biết đến cái tên đó là JAC L800, JAC L900, một trong những cái phiên bản xe tải ở phân khúc 8 tấn, 9 tấn, thùng dài khoảng tầm 7m1 đến 7m6. Và phiên bản xe JAC L900 này thì hiện tại cũng đang được các bác tài quan tâm sử dụng khá là nhiều. Nhưng với những cái bác tài mà thường xuyên phải di chuyển vào những cái khu vực đường hẹp hay là đường khó đi thì chính cái lợi thế về thùng dài lên đến 7m, 7m6 này nó sẽ trở thành một cái nhược điểm chí mạng. Những cái cung đường khó thì thùng dài như vậy nó sẽ rất là dễ va quẹt, vẩy đuôi, di chuyển nó sẽ khá là khó. Và đặc biệt đó là giá thành của những cái phiên bản xe JAC L800, L900 nó cũng không hề rẻ, lăn bánh xong xuôi loanh quanh nó khoảng tầm 750, 760. Đó, tiếp theo nữa một cái tên ở phân khúc 8 tấn này chúng ta biết đến đó là phiên bản xe Ollin S720 tải trọng 6,8 tấn. Thì đây là một trong những cái phiên bản mà trước đây và bây giờ các bác tài cũng đang sử dụng rất là nhiều, thậm chí là còn nhiều hơn so với cả những cái phiên bản xe tải của JAC. Với phiên bản xe Ollin này thì nó sẽ có hai cái nhược điểm, và đây cũng là những cái nhược điểm khá là chí mạng. Thứ nhất là ở cabin của nó thì nó sẽ là hệ thống cabin đơn, nó không có hệ thống cabin kép để chúng ta có thể là di chuyển được ở những cung đường dài. Các bác tài có thể là nghỉ ngơi thay thế nhau lái ở trên cái phiên bản xe Thaco Ollin đấy thì không thể nào được. Và yếu tố thứ hai nữa đó là về tải trọng thì phiên bản xe đó thì nó chỉ có cái tải trọng loanh quanh khoảng tầm 7,6 tấn đến 7,8 tấn thôi, và cái tải trọng nó khá là khiêm tốn. Với cái động cơ Yuchai, nhưng trên phiên bản xe Thaco Ollin nó sẽ là những cái phiên bản động cơ Yuchai thế hệ cũ, mặc dù dung tích xi lanh lên đến là 4,2 nhưng mà cái mô men xoắn và cái công suất tối đa nó đạt ra ấy, thì nó cũng khá là khiêm tốn, nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó khoảng tầm 140 PS thôi, nó khá là khiêm tốn. Và tiếp theo nữa mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái tân binh ở trong phân khúc xe tải 8 tấn này, đó chính là cái phiên bản xe tải Đồng Vàng D8 đến từ thương hiệu Vinamotor Đồng Vàng. Với thương hiệu Vinamotor Đồng Vàng chúng ta đã có quen thuộc với những cái sản phẩm xe cao cấp như là Hyundai HD700, HD70 đã quá là tên tuổi và có cái độ ổn định rất là cao trên thị trường rồi. Khi mà những cái phiên bản xe Hyundai đấy, nhà máy Vinamotor Đồng Vàng nó không còn lắp ráp nữa thì cái chất lượng của nó cũng đã bị giảm đi rõ rệt, và khách hàng thì thường bây giờ muốn tìm mua xe cũ thì vẫn muốn tìm đến những cái phiên bản xe tải Hyundai Đồng Vàng để mà mua, bởi vì là chất lượng lắp ráp của nhà máy Vinamotor Đồng Vàng nó quá là tốt. Với cái phiên bản xe tải Đồng Vàng D8 này thì nó sẽ có được cái độ trung hòa của hai phiên bản xe tải Ollin và JAC L900. Thùng của xe nó sẽ chỉ dài khoảng tầm 6,3 m thôi, nó sẽ phù hợp hơn cho các khách hàng nào mà di chuyển ở những cung đường hẹp hay là những cái cung đường khó di chuyển, thì cái phần thùng dài 6,3 m này nó khá là hợp lý để di chuyển. Chúng ta vẫn có được cái thể tích khoang hàng tương đối lớn để có thể là chở được đủ cái lượng hàng hóa, nhưng di chuyển nó sẽ dễ dàng hơn. Và thứ hai đó là về tải trọng thì phiên bản xe tải Đồng Vàng D8 này nó sẽ có cái tải trọng là 8 tấn. Chúng ta có thể là chở cõng tải lên khoảng tầm 15 hoặc là 16 tấn, có nghĩa là cõng tải gấp đôi đấy. Và phiên bản xe tải Đồng Vàng D8 này thì tại sao nó lại có thể là cõng được cái mức tải lớn như vậy? Nó sử dụng chung cái khối động cơ giống như là của Thaco Ollin, nhưng nó là động cơ Yuchai thế hệ mới với những cái thay đổi hoàn toàn mới. Thứ nhất là về hệ thống kim phun này, sẽ là kim phun từ 6 lỗ lên kim phun 9 lỗ. Hệ thống bơm thì sẽ là hệ thống cơm cao áp. Nó sẽ có được cái công suất lớn hơn so với cả Thaco Ollin, và cụ thể của phiên bản xe này nó sẽ có cái công suất tối đa lên đến là 160 PS, và cái mô men xoắn sản sinh ra ở phần cầu nó sẽ lên đến là 650 Nm/m. Đây là một con số nó khá là ấn tượng. Để có thể là cõng được cái mức tải ở phân khúc khoảng tầm 15-16 tấn thì với cái công suất tối đa là 160 và cái mô men xoắn tối đa là 650 thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng được một cách rất là đơn giản, dễ dàng. Khi mà chúng ta chỉ cần đáp ứng đủ cái tiêu chí về thùng thì chắc chắn phiên bản xe này nó sẽ kéo được cái mức tải 15-16 tấn. Và thực sự thì khách hàng của tôi đã chạy cái phiên bản xe này rất là nhiều ở khu vực như Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, chở phân lân, chở đạm, chở toàn 15-16 tấn thì mọi người có thể thấy được cái chất lượng của phiên bản xe tải Đồng Vàng D8 này rồi. Thùng xe thì hiện tại đang có cái chiều dài đó là 6,3 m, chiều rộng là 2,23 m và chiều cao tổng thể là 2,06 m. Và với cái kích thước thùng như thế này thì phiên bản xe này nó có thể là di chuyển được ở tất cả các cái cung đường, đường gồ ghề, đường đồi núi, đường hẹp, thì cái kích thước thùng này nó vẫn có thể là đi lại một cách đơn giản, dễ dàng, không hề bị vẩy đuôi. Và với phiên bản xe tải Đồng Vàng D8 này thì hiện tại chúng tôi cũng đã ra được khá là nhiều cái phiên bản thùng khác nhau: thùng bạt, thùng kín, thùng có bảng lăng, thùng chở trâu, thùng chở sa súc gia cầm. Chúng tôi đã ra được tất cả các phiên bản thùng này rồi. Đó, nên là các bác tài mà quan tâm đến một phiên bản xe ở phân khúc 8 tấn có thể nói là ngon, bổ, rẻ thì hiện tại đang có 3 phân khúc, đó là JAC L800, L900, Thaco Ollin và Đồng Vàng D8. Thì đây là 3 cái phiên bản xe đang cạnh tranh trực tiếp với nhau trong phân khúc 8 tấn này. Và mỗi một phiên bản xe thì nó sẽ phù hợp với những cái công việc, cái hàng hóa khác nhau. Đây là các bác tài mà có quan tâm đến cái phân khúc xe tải 8 tấn thì có thể là quan tâm thêm về cái sản phẩm xe tải Đồng Vàng D8 này, với cái sự lắp ráp thương hiệu của nhà máy Vinamotor Đồng Vàng, động cơ Yuchai thế hệ mới, dung tích xi lanh là 3.8 thôi, nhưng mà cái công suất mô men xoắn tối đa nó sẽ cao hơn hẳn so với cả cái dòng Ollin. Và giá thành của phiên bản xe tải Đồng Vàng D8 này thì hiện tại nó cũng loanh quanh chỉ khoảng tầm 700 triệu hơn 700 triệu là đã có thể là sở hữu được cái phiên bản xe tải này rồi. Các bác tài mà quan tâm thì có thể nhấc máy lên và lên tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ thêm cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.